Xin chào quý vị các bạn, trở lại với channel của mình. Mình đang trong khoang nội thất của Fortuner máy dầu 2 cầu số tự động phiên bản Legend. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Fortuner nhé. Hiện nay Fortuner thì được phân phối với 7 phiên bản tại thị trường Việt Nam, bao gồm 5 phiên bản lắp ráp và 2 phiên bản nhập khẩu. Thì đây là phiên bản máy dầu nhập khẩu có giá cao nhất và đầy đủ tính năng nhất ở trên Toyota Fortuner nhé. Cái chiếc xe này đang có mức giá là 1 tỷ 420, hơn 1 tỷ 4. Cụ thể thì các phiên bản quý vị các bạn thì nhìn thấy trên màn hình rồi. Mình sẽ đi luôn từ trong khoang nội thất của chiếc xe này vì thật sự là muốn để cho quý khách hàng xem hết video vì cái ngoại thất của nó rất là đẹp. Phía trong nội thất thì đầu tiên đập vào mắt mình nó một cái vô lăng vừa quen vừa lạ. Thứ nhất là nó vẫn là vô lăng ba chấu có ốp nhựa. Thứ hai thì ở trên vô lăng này chúng ta có một cái giải ốp gỗ rất là đẹp, sờ cực kỳ sướng luôn. Chỉ đỏ nội thất và đặc biệt thì chúng ta ở đây có cái hệ thống an toàn tiêu chuẩn toàn cầu Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm PCS và hệ thống kiểm soát hành trình Adaptive Cruise Control. Chúng ta vẫn có lẫy cần số, lẫy chuyển số trên vô lăng nhé. Trên phiên bản này thì vẫn được trang bị đồng hồ cơ và hai đồng hồ cơ analog và đồng hồ điện tử ở giữa. Màn hình cảm ứng thì hiện nay là phiên bản này chúng ta được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động. Rồi. Đây là các chế độ gài cầu của ở trên Toyota Fortuner nhé. Rồi, hai cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm. Hộp số thì vẫn là hộp số tự cộng 6 cấp và hơi tiếc là chúng ta vẫn dùng phanh tay. Tuy nhiên phanh tay đã được bọc da và có chỉ đỏ nguyên bản nhé. Các bạn thấy ok không ạ? Màu nội thất và chất liệu da ở trên tablo. Cái này là ốp này. Tuy nhiên chỗ này là bọc da này, bọc da xịn nhá, tỷ tư mà cũng không cắt quá nhiều. Rồi chúng ta có gương chống chói tự động. Thật sự là cầm cái vô lăng này, ốp phần ốp gỗ là rất là thích. Rồi mình ra ngoài, cái đáng mong chờ nhất của Toyota Fortuner phiên bản đắt tiền nhất đúng không ạ? Chúng ta xem phần ngoại thất này. Đây là ngoại thất của Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu số tự động. Chúng ta có gì ạ? Legender. Quý vị và các bạn nhìn cái hệ thống đèn này có quen không ạ? Nếu như quý vị và các bạn xem xe nhiều, chúng ta nhìn thấy ngay cái thiết kế đèn này khá giống ở trên thiết kế đèn của Lexus RX350 đúng không ạ? Đèn chia khoang Blazcan. Logo chìm 3D và mặt lưới tản nhiệt được cơ đôi thành hai lớp cam 360 đặt dưới, logo 3D ở trên. Toàn bộ chỗ này chúng ta dùng thanh ốp nhựa nhé, chứ không có quá nhiều chi tiết mại chrome đâu. Phần thân xe thì trên phiên bản Legender sẽ dùng chung mẫu la răng phay 18 inch, rất là đẹp. Theo cá nhân mình đánh giá, thật sự la răng ngoại thất của chiếc Fortuner phiên bản 2020 phiên bản Legender thì mình không chê gì cả. Chúng ta có đèn xi nhan tích hợp trên thân này. Đấy, ghế lái, ghế khách cũng có chỉnh điện này. Phần đuôi thì sao ạ? Phần đuôi chúng ta có đây, đèn LED. Trên phiên bản Legender mới ấy, thì cái ốp trang trí phía sau này chúng ta sẽ là ốp đen nhé, ốp nhựa đen nhé. Ký hiệu phiên bản Legender đây. Rồi, camera lùi tích hợp 360. Cánh lướt gió. Quý vị các bạn thấy sao ạ? Cái phiên bản mới, mặc dù phiên bản này có mức giá khá cao 1 tỷ 4. Đó. Nếu quý vị các bạn, mình sẽ làm một cái video chi tiết để về giới thiệu thêm. Hôm nay mình chỉ soi nhanh thôi, nó khác cái gì và nâng cấp thêm cái gì, đúng không ạ? Chúng ta có một hệ thống mặt lưới tản nhiệt la răng mới này, công nghệ đèn mới này, thêm hai cảm biến phía trước và bốn cảm biến phía sau. Cốp chúng ta có đá điện, có đá cốp rành tay. Đó. Nội thất chỉ đỏ.
vô lăng thêm phím bấm của hệ thống an toàn. Cam 360 điều chỉnh ở dưới đúng không ạ? Ghế lái, ghế phụ, gia chỉnh điện. Điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 8 inch. Tích hợp định vị. Gương chống chói auto. Nói chung là mình thấy khá là ổn. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn thêm về xe cũng như chương trình khuyến mại tại thời điểm tham khảo có thể vui lòng liên hệ trực tiếp mình qua line đang đính kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.